xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với cái những cánh cổng quen thuộc này. Đấy, và đồng hành cùng với mình đó là ba thanh niên. Chào mọi người đi, ba thanh niên này. Hello mọi người. Chào xong thì chọn đảo đi. Ai từ để Noob chọn Lapis đi. Lâu lắm rồi Noob chưa khởi động bằng Lapis. Ok, kim cương. Ơi đi ra. Nói chung là đen đỏ thì thôi chúng ta cứ chấp nhận các bạn. Bởi vì là cũng nhớ lắm các bạn ạ. Mình hắt hủi cái hòn đảo này quá. Đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Ocean Lucky Block. Đấy, nói chung là sức mạnh của biển cả đấy bạn ơi. Đấy, sẽ bảo vệ dược. Ui, chết rồi. Sức mạnh của biển cả ra xa bác phù thủy đây. Vô lý. Ai no. Oh, cái này hiệu ứng tốt. Hiệu ứng tốt mà ta. Rồi, chúng ta có Ocean Ultimate Pickaxe. Wow, vô cực sức tấn công. Oh my god. Đồ VIP thế này thì trời ơi. Mình sở hữu sức mạnh vô cực của biển cả các bạn ạ. Ui. Wow, toàn đồ xịn thôi. Ui, nhưng mà thực ra là có mỗi cái đồ xịn mà. Đây, chúng ta sẽ gì long bằng crafting table. Ừ, ai chẳng biết rằng cái này là chế tạo bằng chế tạo. Trời ơi. Hết thôi mà cũng phải dạy mình. Không sao các bạn. Friendly. Sao con Gripper nó ghi là friendly mà. No. Chết tớ. Mình bị nhốt đâu đấy. Ủa cái gì đây. Than các bạn ơi. Nó ghi là friendly mà lại ra định đánh bao liều chết các bạn. Ghê quá. À, chúng ta có một block. Vuuu. Block than siêu to khổng lồ. Oh my god. Ôi ôi ôi. Rồi thanh niên nó sấm sét ghê gớm. Ui. Tiên ti. Bắt. Cái này có phải block kim cương siêu to khổng lồ. Mình có phải là giàu. Rồi luôn. Bị quay cuồng rồi. Ocean cái gì đấy. Primer. Wow, cái quần rất là xịn các bạn. Không biết là phải xịn xó nhất chưa. Quay cuồng trong điên loạn. Rồi chúng ta sẽ đi ra đây bảo vệ cái giường đã. Trời ơi bảo vệ cái giường uy tín đã các bạn ạ. Mình đang có block rất là xịn xò bạn. Đấy. Rồi luôn lại bị đảo ngược rồi. Cay chứ nhở. Thiên nhiên đập được cái gì cứ đảo ngược đảo lộn ghê ạ. Lần nữa rồi. Rồi xong. Mấy thanh niên này chắc là đập được đồ VIP quá đây. Thôi chúng ta thông cảm đi. Nhiều khi đồ VIP quá. Bắp mà có gì đâu. À cái gì nữa. Ê chết tảo rồi. Bọ. Ui. Chết tảo lúc cũng bị đảo ngược mất hết đồ này. No. Ơ kìa. Hình như thanh niên nào đập phải cái hiệu ứng gì mất hết đồ phải không. Không. Đây đồ vẫn còn đồ này. Ơ thế sao còn đồ. Ui thế bọn bọ này có khả năng cắp đồ à. Là pít đi. Ừ là pít đi. Trời. Tôi mất hết đồ bạn ơi. Mất luôn cái cúp ultimate rồi. No. Vô cái đầu. Cay dã man luôn bạn. Ôi đây. Thời tới rồi. Đã. Sấm sét. Bùm. Sẽ ra đồ VIP. Yes. Đồ VIP. Chúng ta phải dập lửa ấy nhá. Những lúc thế này chúng ta phải gọi là cần tỉnh táo và dập lửa. Đấy. Legendary over. Cái gì đây. Ocean Squid. Nói chung là thanh kiếm của biển cả. Trời ơi. Siêu xịn sò. Thanh kiếm này. Ui. À đây. Cái này là gì. Cái này là sẽ giúp ích cho mình. Ocean Squid Game này. Oh, Ocean Ultimate Game. Ui, chắc là xịn các bạn ơi. Rồi chúng ta cứ nhặt hết đi. Đấy. Ui, Ocean Ngọc Trai. Trời ơi. Ocean Key. Rất là nhiều đồ các bạn ơi. Rồi chúng ta tạm thời là chúng ta đã được thanh kiếm. Đây là thanh kiếm mực. Trời ơi. Kiếm siêu mực. Đấy, mắc may mắn nào. Ui giời ơi, tội gì mà không 100% may mắn mà chiến đấu các bạn nhờ. Ui giời ơi, mắc may mắn này toàn ra gì không ạ. Ui giời hiệu ứng. Chết giờ rồi, chui trong này làm nào ra đây. Ui chết giờ rồi. Ui mình mà chết trong này là mình mất đồ ấy bạn. No. Cho tôi ra coi. Đây. Ôi chết mắc đầu hả, ngần ấy. Không. Lúc sợ là mất thôi chứ còn chứ thực ra là chết không mất. Bạn thử phát đi em ạ. Vậy nên thử. Ui, chúng ta có mấy cái game này các bạn ơi, tí nữa mình thử chế độ xem như thế nào. Mình đập xong mắc may mắn đã các bạn. Ui, chúng ta có một cây rìu. Wow, 900.000 sức tấn công. Water Axe được của nó các bạn ơi. Chất lượng luôn đi chứ. Ui thôi cái này thì không chất lượng các bạn. Ui, cái kiếm ultimate này này. Ui. Thanh kiếm này có khả năng cái gì đây? Rơi chậm à? Rồi ok, đại khái là chúng ta cứ cầm trên tay. Ui giỏi ơi. Ui, thanh kiếm đập cái gì đây? Đấy. Ê ào, tin cho tôi ở ngay, uy tín ngay. Rồi, đập. Ôi ở à. À, ôi lại hướng ra đồ VIP các bạn.
Ê, mắc. Rồi, ok, mở dương ra và lấy ultimate các bạn ơi. Dương mấy cái này, ô lại thanh kiếm này. Thôi nha, chúng ta sẽ nhặt những cái đồ gọi là quý báu. Kiếm này mình có lấy không ta? Lên lấy không ta? Ui, đời. Ok, tiếp các bạn này. Ui, được cái pickaxe này. Trời ơi, qua tòa pickaxe luôn, đào siêu, siêu đá luôn. Đó, ui, cái gì đây, được cái gì đây? Ờ, được cái mũ, mũ của mực các bạn ơi. Ui, sao mình có hiệu revival rồi này? Mình sẽ, chắc là mình sẽ về cất à, lấy cái xương đã, lấy cái xương các bạn. Đấy, về cất đồ VIP đã, mà tính sao. Ôi, thôi, chế luôn đi. Đằng nào cũng có, đang có cái ultimate đây, thử chế xem nó có gì xịn sò cũng đã, mà tính tiếp bạn ạ. Đó. Ui rồi. Ui, ra cái con quái thì nó đấm một cái chết luôn rồi. Oh my god, thế à? Ôi, xong rồi. Thế à? Ui, đó, tôi có đôi giày rồi bạn, đôi giày là đây rồi. Thêm cái áo nữa thì thôi, chất lượng luôn bạn ơi, đồ này đồ xịn nhất nhá. Cầu mong có ai đó. Ui, có fly rồi. Để cứu Vanh đi. Không, chả ai cứu Vanh đâu Vanh ạ, tự làm. Cái ông cai sâu này, ông ấy đấm cho đúng một cái chết luôn. Tự làm tự hưởng đi Vanh. Trời ơi, chúng ta... À, ok, chúng ta chế tạo tạm cái quần nhá. Uầy, mình muốn rằng là mình có... Thôi, đừng bắn em. Bắn đi, hãy bắn Vanh đi. Rồi, ok. No. Kiếm thêm một xíu nữa thôi là chúng ta chắc là một lần nữa thôi. Là mình có thể là được nguyên một set đồ ultimate rồi các bạn. Lúc đấy đi đánh nhau cũng không muộn mà nhờ. Ừ, hợp lý. Sao có lúc chết mất đồ có lúc không mà. Ơi, ai biết đâu bạn. Chết rồi. Ui, là mất đồ. Trời ơi, kiếm xịn các bạn. Kiếm này còn xịn hơn cả kiếm ấy cơ. Nói chung là nó có mấy con quái vật cơ. Có mấy con quái vật nó đến cướp. Cướp đồ thì mới bị mất à. Ui dồi ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Ô mấy, chết hết à? Chết hết luôn. Rồi. Wow, nó biết thanh kiếm nào xịn sò quá thể. Trời luôn, thôi xong. Mấy thanh niên này tôi đến tới số rồi các bạn ơi. Ui, hóa ra là thanh kiếm này. Ui, thanh kiếm vua của biển cả các bạn ơi. Oh my god. Ta tới đây. Đấm một phát chết hết luôn à? Đúng vậy. Thôi, đi phá giường hết đã rồi tính sau. Nào các bạn. No. Mất lực của bạn cái này, mất lực. Tới đây. Rồi, cả một đàn quái đuổi không có một tí đồ nào. Con kia ra nó đấm cho một cái chết luôn. Thế à? À không, nó đấm nhưng mà lại còn mất đồ cơ. Ui. À, cái gì vậy? Rồi luôn lại chết. Anh đi nửa đánh hấn thắc hay rồi. Kìa, thanh niên giết người trong vòng 150 block kìa. Anh niên không bị gai à? Trời ơi, Zeno mặc gai 3000 nữa này. 3000 á? Đâu về đấm thử cái nào xem bị gai không. Ui, sức mạnh của biển cả ghê quá các bạn ơi. Đây, rồi ok, nút đã phá xong hết giường rồi. Mọi người không cần về nhà đâu. Mọi người đứng. Ê, sao mình đứng gần ai trời tối thui này. Ai ôi nháy, mùa ơi. Thanh niên nào mặc đồ mực rồi. À, Vanh mặc bục đồ mực. Cái ra, trời ơi, đen tui màn hình rồi. Ê, Vanh bỏ rồi. Ở đây. Rồi, hết rồi. Chịu các bạn. Ui, ghê thật sự luôn các bạn ơi. Thanh kiếm này có khả năng giết gọi là kill toàn bộ trong vòng gọi là... Ui, chắc là mấy trăm block các bạn. Ui, dồi. Ôi. Mất hết đồ rồi. À, mất hết trên, mất hết đồ rồi. Ui. Ờ, sao thanh niên núp này giết Vanh không bị mất đồ luôn. Tùy dạo hên xui nữa. Nào, bắn nào. Ghê lắm mà luôn bạn ơi, thanh kiếm này ghê quá. Ê. Chết dở rồi. Rồi, ông xa bạn đây, game đấu đầu tiên. Với sức mạnh của vua của biển cả của mình thì do mình cứ chiến thắng đơn giản nhẹ nhàng. Chứ ta bạn này may là cái sự ám ảnh, cái sự đen đủi ở trong cái hòn đảo Lapis nó không được phát huy tác dụng rồi bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai nào. Chúng ta sẽ đến game đấu cuối cùng nào mọi người ơi. Đấy thì chọn nào đây mọi người. Nơi nút đảo vàng này. Noob cũng không thích mấy đảo kia đâu bạn ơi. Đấy, ui giời ơi, đảo vừa nãy đảo Lapis mình cũng đã làm vua biển cả rồi. Thế là đâm ra là trận này mình cũng không quan tâm cho lắm. Đấy, nhưng mà nếu mà ui giời, sao đập trả ra gì này? Rồi, chúng ta có quân của vua biển cả các bạn ơi. Ui giời ơi. God legging. Ui, được các bạn nha. Rồi, chúng ta có gì đây? Đôi giày da các bạn. Rồi, ok, không sao. Ui, kim cương. Rồi, ok. Ui, xe này nhảy cao ấy nhở. Giày hay là cái quần cho mình nhảy cao ta? Thôi kệ đi, chả quan tâm bạn. Cái gì đây? God rider. Hello. Rồi, tự đang quay chết luôn. Mình biết thừa các bạn ơi. Ui, được cái bầu này, Ocean bầu này.
Rồi nó bắn xong mất luôn mũi tên luôn bạn. Tưởng vô hạn à, tưởng nước là nó phải vô hạn cơ. Ui không có không được. Rồi ok. À chúng ta được. Đâu chết tớ rồi. Rồi ok à, tôi thấy cái đen đen này tôi đoán chắc là cái đấy là block than siêu to khổng lồ. Ui được. À sao tự nhiên được kim cương được này. Kim cương. Ê ai đập cái gì đấy? Ai đập đây? À, ai cũng được à. Ôi xin lỗi à, cảm ơn. Ôi thanh niên nào. Ôi. Ăn ở tốt thế nhỉ? Ê, cho xin lại được không? Không, xin lại gì, ai cũng được thì xin lại gì bạn, tào lao. Ui, ôi, thế thì xin nha. Ui, cái này chắc là đập một cái, ui cái gì đây? Ocean Sugar Cane này, có cả gọi là mía đường này các bạn. Trời ơi, biển Sugar, trời ơi. Cái gì là Ocean Driver, ui. Nói chung là không mạnh bằng cái này các bạn, God là Interbet. Ủa cái gì đây? À làm bằng cái này là làm bằng ngọc trai các bạn đây. Mía đường. Ui đây rồi. À đây không phải thanh kiếm VIP các bạn. Nhưng mà cái này là có thể chế tạo được đồ VIP bằng cái Ocean Game. Đó, Ocean Game các bạn ơi. Thanh kiếm này thì nó không ăn thua lắm, thanh kiếm này hình như. Ui. Lại chết. Ui, trời ơi. Gì vậy? Gì nữa đấy? Biết đây. Không biết gì nhỉ? Nhà mình nhà nào vậy? Không biết gì. Làm rồi. Chết rồi. Thanh kiếm này là thanh kiếm VIP các bạn ơi. Cho dù nó hình dạng nào, nó tên nào chăng nữa, nhưng mà nó vẫn đi đầu bét. Oh my chuối. Đây tôi ra đây. Sao đây nó không có cái ấy ta. Ở nhà mình sẽ thử mình chế tạo đây. Cái này là cái gì đây? Cái này cho mình đồ VIP gì đây? Ui. Được các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chế à, không sao, chế cái bàn chế tạo cái mà chế đôi giày các bạn ơi. Wow, đúng kiểu đập mắc may mắn nó hên đã mà luôn. Giày hay áo nhỉ? Chế cái áo đi. Áo đang có 9 cái ultimate đấy. Đó, nó lại đẹp luôn. Uy tín luôn. Ui dồi. Ôi, lại bị cái gì này? Thì thanh niên dùng, thanh niên bảo lại bị cái gì. Ui, lúc lại được thêm cái mũ. Ui, cái mũ này xịn hơn các bạn. Ui, trận này lúc còn sắp được nguyên một cái set đồ là xịn sò nhất cơ, chứ không phải là mỗi cái kiếm đâu. Ui, trời ơi, lại đẳng cấp quá các bạn ơi. Rồi, đây cái gì đây? Em tổng tấn công nhà núp đi. Vào hết đây, bơi hết vào đây. Ai đầu quân bơi hết vào đây. Ai thủ lĩnh đâu, bơi vô đây, nhanh khẩn trương. Khẩn trương lên. Để Vanh bơi vô trước cho. Vanh bơi vô đây. Vanh chết trước cho. Ai ạ? Biết ngay. Ây à. Nhất thả cùng chết. Tôi sao mà ông chết ta? Tôi rồi, chết luôn ông khỏi đồ rồi. Ông bán hàng chết à? Hay quá các bạn ơi. Rồi, tôi có thanh kiếm này là VIP nhất rồi. Thế đâm ra là mình sẽ không nhận thanh kiếm nào ultimate cái gì ấy. Ui, có quả thanh kiếm còn xịn hơn các bạn ơi. Nhưng mà không, thanh kiếm này vẫn xịn nữa các bạn. Thanh kiếm này tôi thấy vẫn xịn. Thanh kiếm này không ăn thua. Trời ơi, thanh kiếm gì lên. Có tí tỉ sức tấn công này nhưng mà không ăn thua bạn. Ok, con gì sao lõm mới rơi mất này. Ui, Legendary Point. Oh my god. Uống nốt vào các bạn cho nó xịn luôn. Rồi, ok. Thế là mình đập xong đống mác may mắn này. Mình sẽ đi chiến đấu mấy thanh niên là hợp lý đấy. Ui, Ultimate Overpower Ocean Bow. Ui giời ơi. Lúc mất giường rồi nhá. Rồi không. Ủa, đi không chưa? Sức mạnh của tôi giờ nó không thể khống chế được các bạn ơi. Thế luôn thanh niên này cứ một lúc lại bục cái. Khó chịu thật. Ui, có cả mũ ở công an này. Bây giờ ấy thì Vanh có một cách này. Đập lúc kì vào lock ra quái vật tiêu VIP. Đập một phát lúc chết. Không, tầm này chỉ trừ ông nào rút dây mạng hay là ông nào gọi là cắt điện mình nhà mình thôi bạn ạ. Chứ bây giờ là không biết làm nào. Ui, cục than sắc bén level 30. 30.000 các bạn ơi. Oh à, my god. Ui, cay thế nhở. Lâu lâu test cái thôi, có gì đâu mà. Ui trời ơi, may quá. Tết cái thôi các bạn, không có gì cả. Ui, Ocean Point. Vừa nãy mình vừa hồi sinh cái, mình đứng mình chuẩn bị xuống nhà cái, chết luôn. Ai? Ui, gì đây? Ơi, bị đổi đồ. À, hình như là cứ con quái vật nào nó đánh là mình sẽ bị ngẫu nhiên đổi đồ các bạn ạ. À.
ghê vậy. Thế nên là sát thương cận chiến là hay là bị sát thương cận chiến ta? Mà tí vừa thấy có con quái vật nào xuất hiện kìa. Hello. Lúc thấy thanh niên nào đi lại gần nha. Thôi. Thôi. Nguy hiểm đấy. Ui cái gì đây? Ocean. À cái con này, cái này là đồ của người bảo vệ ở dưới biển cả bạn này. Thôi, tôi đặt xong rồi. Thôi, tôi tầm này là tôi sẽ đi chinh chiến thôi các bạn ạ. Chứ tầm này đánh đấm gì. Đỡ chạy nhanh nhá ba. Ôi giời. Nào thử đánh tay không nào, đánh không được ấy nhưng mà không được dùng cái kia nào. Đánh đi. Nào sao mà đánh điều bành. À thế ạ. Ờ đánh bằng tay đi không à. Đánh đi, ôi bật thoải mái. Không được dùng cái đấy. À được rồi. Rồi chết luôn. Người ta có sức mạnh người ta phải dùng chứ trời ơi. Ui. Ui đấm mà thanh niên này bị vừa bị hỏng đồ lại vừa ui. Ui thanh niên không chết các bạn ơi. Vừa bị đảo lộn đồ. Ai ạ? Ai nữa? Cay thế nhờ. Rồi chúng ta. Ui thanh niên này à may tôi có cúc ạ. Thôi thanh niên vay này xử đã. Xử lý thanh niên vay đã. Rồi ok xong rồi. Đi qua bên này. Ui. Nói chung là nếu mà đánh thường ấy thì chắc là có cơ hội vẫn chết. Rồi ok, bây giờ chúng ta sang bên này em đồ phá đã. Từ từ đã, dễ đâu là mình. Nhà tôi. Thế đây, rồi ok phá. Ây da. Ui. Ui. Tôi cũng mắc trường rồi. Ây da, gai. Đánh thanh niên đấy còn bị đảo lộn hết lên mà. Chỗ này. À, ê, có revival. Cái này có revival, tôi thấy hồi máu bạn. Ui, thanh kiếm này đánh không chết được. Đấy. Đâu rồi, thanh niên đâu nhỉ? Ở đây. Đâu. Ây da. Ui, game mất một còn chết. À, trời đúng rồi, Nú đã biết rồi. Thanh kiếm này hàng ti tỷ sức tấn công, đánh cũng không thể nào mà chết được các bạn ạ. Ultimate Water Overpower này đánh không thể nào mà chết được. Nhưng với cái thanh kiếm này thì cho dù là bất tử hay là không thì game mode hay là gì cũng có thể là chết hết các bạn ơi. Ui, được của nó bạn ơi, xịn nhất quả đất luôn. Ờ đấy bạn thấy không? Wow, chấp hết luôn. Chấp hết luôn. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là mình đã sở hữu cái sức mạnh của vua biển cả rồi các bạn. Đấy xịn xò không? Rồi chấp hết gọi là mọi loại hacker hay là game mode với các thứ các bạn. Bây giờ chỉ sợ mấy anh thợ điện với cả thợ mạng thôi. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong nút tim. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Và đừng quên là comment các bạn bên dưới. Và xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye.